nên bị cáo trở thành bị cáo là một cái điều mà bị cáo vô cùng ân hận và đau khổ. Vì suốt 18 tháng qua, bị cáo đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Tâm huyết và đại nguyện của bị cáo là giúp cho người dân nghèo và trẻ em bệnh tật. 18 tháng qua, bị cáo hối hận là vì bị cáo không kiềm chế được bản thân mình. Bị cáo bị kích động, mà bị cáo cảm thấy rằng là... Đây là lời nói sâu cùng. Bị cáo nói ngắn gọn thôi. Dạ, bị cáo chỉ mong là bị cáo được trả tự do. Xem xét vấn đề gì. Dạ, xem xét cho bị cáo có tình có lý và cho bị cáo cơ hội để bị cáo quay trở về, bị cáo làm những công việc để giúp dân, giúp nước và giúp cho công ty càng ngày càng phát triển. Đó cũng là một cái mà bị cáo và anh Dũng đã đại nguyện sống vì dân, vì nước, vì trẻ em nghèo bệnh tật và người nghèo. Đó là nguyện vọng cuối cùng. Bị cáo nghĩ rằng 18 tháng qua đối với bị cáo là đã quá đau đớn rồi. Thành ra bị cáo thành khẩn cầu xin là hãy xem xét hết tất cả vì sao bị cáo phạm tội và cho bị cáo một cơ hội để bị cáo trở thành một công dân có ích cho xã hội, đóng góp to lớn cho xã hội, bởi vì những gì bị cáo làm là những sự việc cụ thể và bền lâu, chứ không phải là xuất phát từ muốn làm thì làm, muốn nghỉ nghỉ, mà là một cái quỹ kéo dài. Đã mười mấy năm nay bị cáo làm bằng những cái cụ thể. Bị cáo hy sinh rất là nhiều, kể cả trong cái đại dịch, bị cáo đã bỏ 300 tỷ ra mua 50.000 cái bình oxy và 21 cái nhà máy, là bị cáo phải đi thế chấp cái nhà của bị cáo để bảo lãnh cho công ty Đại Nam vay tiền ra đi mua oxy để cứu dân trong cái đại dịch. Đó là sự thật bị cáo nói trước phiên tòa ngày hôm nay.